Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, sau một ngày nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh đã tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Trần Thị Chúc, sinh năm 1974, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh, đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Hội đồng xét xử buộc ngân hàng này phải bồi thường thiệt hại cho bà Chúc 700 triệu đồng là một phần thiệt hại trong tài khoản mà bà mở tại ngân hàng này. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Tòa án nhân dân thành phố Từ Sơn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ bà Chúc kiện Vietcombank, yêu cầu ngân hàng này phải bồi thường toàn bộ số tiền là 11,9 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bà Chúc cho biết trong quá trình tư vấn, hướng dẫn bà mở tài khoản mới, nhân viên Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không giải thích cho bà hiểu rõ các quy định của Vietcombank, không hướng dẫn cho bà Chúc đọc các tài liệu, quy định trên bảng niêm yết thông tin bắt buộc ở sảnh giao dịch mà chỉ hướng dẫn điền thông tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại và ký vào 3 chỗ trong tờ hợp đồng mở tài khoản. Luật sư của bà Chúc cho hay, Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc không hướng dẫn cho bà Chúc cách bảo mật số tiền trong tài khoản, không khuyến cáo cách phòng tránh kẻ gian tìm cách lấy cắp tiền trong tài khoản. Hậu quả là bà Chúc đã bị mất toàn bộ số tiền trên. Cụ thể, ngày 22 tháng 4 năm 2022, bà đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc, Bắc Ninh để mở tài khoản để giao dịch. Trong thời gian từ ngày 22 tháng 4 đến 24 tháng 4 năm 2022, bà Chúc và người nhà đã chuyển tổng số tiền là hơn 11,9 tỷ đồng vào tài khoản vừa được mở tại Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản, bà Chúc không nhận được bất cứ cuộc gọi điện thoại hay tin nhắn nào của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc về biến động số dư trong tài khoản vào số điện thoại mà bà đăng ký với Vietcombank khi mở. Do ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2022 là thứ Bảy và Chủ nhật, chi nhánh ngân hàng không giao dịch, nên sáng ngày 25 tháng 4 năm 2022, bà Chúc đến Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc kiểm tra số dư tài khoản. Bà tá hỏa khi được nhân viên Vietcombank thông báo tài khoản của bà còn 114.718 đồng, trong khi bà Chúc không hề thực hiện bất cứ giao dịch rút tiền nào. Đặc biệt, sau khi biết việc bà Chúc mất tiền, từ nhân viên đến cán bộ quản lý của Vietcombank chi nhánh Kinh Bắc đã không hướng dẫn cho bà Chúc thực hiện trợ giúp khẩn cấp, mà chỉ hướng dẫn bà đi trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, tại phiên xử sơ thẩm, đại diện Vietcombank đề nghị tòa không chấp nhận đơn khởi kiện của bà. Lý do Vietcombank đã thực hiện đúng, đầy đủ các quy định, tư vấn, hướng dẫn, thủ tục mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng. Bà Chúc cho biết bà kháng cáo toàn bộ bản án đã tuyên của tòa án cấp sơ thẩm mà bà khởi kiện Vietcombank, vì khoản tiền 700 triệu đồng được nhận bồi thường theo bản án đã tuyên là quá ít so với tổng số tiền 11,9 tỷ đồng bị mất.